Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại video tiếp theo của Volleyball BCT nha. Chúc mọi người có một buổi chiều thứ bảy xem bóng vui vẻ, gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống và thành công. Xin giới thiệu với mọi người, trước mắt chúng ta sẽ là trận đấu đầu tiên của buổi chiều ngày thứ bảy giải bóng chuyền nam tranh cúp Liêu Ngân Mobi lần thứ nhất năm 2020. Giải đấu diễn ra tại sân trung tâm văn hóa khối 3 thị trấn Yên Thành. Và trước mặt của mọi người là cặp đấu giữa đội tuyển FC Đan Mạch ra quân trong trang phục áo đỏ quân đỏ, gặp đội tuyển FC Linh Nguyên trong trang phục xanh đen. Đội hình ra sân của cả hai đội như sau. Ở FC Linh Nguyên thì ngoài ba vận động viên nội thuộc huyện Yên Thành thì có bổ sung một vận động viên trẻ là Đỗ Trung Đức, và Trung Đức đến từ Nghệ An. Còn ở FC Đan Mạch thì ngoài ba vận động viên nội thì có bổ sung thêm ông vua Hồi Lang Thạch Đen. Đây hứa hẹn là một trận đấu thuận lợi cho FC Đan Mạch của ông vua Hồi Lang, bởi vì dàn vận động viên của FC Linh Nguyên là tương đối trẻ và chiều cao trung bình là chỉ 1m70, trong khi đó thì ông vua Hồi Lang cao đến 1m85, và đẳng cấp thì là điều đã được chứng minh qua rất nhiều mùa giải. Và ở trận đấu này thì hai đội vẫn thi đấu 3 hiệp thắng 2, tỷ số các hiệp là 2-25 và 1-15. Do giải đấu này thi đấu trên hai mặt sân cho nên cùng một lúc, cho nên Ben không thể trực tiếp lại trận đấu này, và sẽ nhờ một người em của Ben sẽ quay lại trận đấu này và sau đó sẽ up lên kênh cho mọi người xem. Do em ấy chưa có thật nhiều kinh nghiệm và mới lần đầu giúp Ben quay, cho nên trong quá trình tác nghiệp sẽ không thể tránh khỏi được rất nhiều hạn chế. Mong anh em xem video rộng lượng bỏ qua và không chê bai trách móc, bởi vì người em của em thì cũng chỉ cố gắng hoàn thành tốt công tác của mình. Một lần nữa em xin chúc cho tất cả anh em xem video vui vẻ, và nếu như anh em thấy video này hay thì ủng hộ cho anh em Ben bằng một like, một chia sẻ video và một đăng ký kênh, giúp cho hai anh em có thêm thật nhiều động lực để đi quay và gửi đến cho anh em nhiều giải bóng hấp dẫn và nhiều trận đấu Hồi Lang hay hơn. Và cuối cùng xin chúc cho anh em sức khỏe và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em. Lo mà trong tay mất quả bù quả chứ. Trời ơi, ôi cái chân này. Cái ghế ấy bông nó cú được ra không? Họ đập đập bánh đấy. Đi 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 đ
chiều nếu đi mân đi cõi rồi có một mình một tiếng ngày này tiếng mà đi mân có là bây giờ đi chơi mà đi mân thôi thằng mình đi nghỉ thờ đấy bay thế là không uống rượu phù bay để ta đi mân không phải được không quán tài đó thân ngay nắm chục đi mân tại chúng mình được đi mân ngay phải quay đâu như bắt đầu nhân viên thầy cháu bị bố lên nhau thôi Thank you.
Mình tiền ngắn. Anh đâu mình tiền ngắn.
Thank you.
Thank you.
Bắn ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.